Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 22 tháng 6 và bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ luật hàng hải Việt Nam sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về kinh tế biển, đóng góp giá trị cho nền kinh tế quốc dân. Cảnh sát biển đưa ra khuyến cáo về cướp biển có vũ trang đang ngày càng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và khó lường. Lễ hội Asia Pride 2015 góp tiếng nói xóa nhòa khoảng cách giữa cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới với xã hội. Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí quốc gia lần thứ 9 năm 2014. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng các nhà báo và các cơ quan báo chí về những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo chí không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vượt qua những khó khăn, cám dỗ, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm báo chí có giá trị hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng. Lễ trao giải, Hội đồng Chung khảo đã trao 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác phẩm ở 4 loại hình báo chí, truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Theo Hội đồng Chung khảo, trong số các tác phẩm dự giải báo chí quốc gia năm nay, nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh sinh động nhiều mặt của đời sống, những vấn đề lớn của đất nước, có tính định hướng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay 22 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Hà Nội sang tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 7 và hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Azawadi-Chao-Phraya-Mekong lần thứ 6 tại Naypyidaw, Myanmar từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 7 và hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Azawadi-Chao-Phraya-Mekong lần thứ 6 nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, bảo vệ nguồn nước, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao vị thế của Việt Nam, thể hiện vai trò dẫn dắt trong hợp tác Mekong và củng cố quan hệ với các nước trong khu vực cũng như thúc đẩy quan hệ mọi mặt với Myanmar. Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay các đại biểu đã đa số tán thành Quốc hội đã thông qua luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo luật vừa được thông qua, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã sẽ tiếp tục được phép ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, luật đã quy định rõ phạm vi thẩm quyền và hình thức văn bản, quy định chặt chẽ quy trình văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền này. Có ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi. Đây là bộ luật quan trọng vì không chỉ liên quan tới phát triển kinh tế biển mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cảng Tân Cảng Hiệp Phước đón chuyến tàu đầu tiên vào giữa tháng 5 vừa qua. Thành phố Hồ Chí Minh đã không phải bỏ quá nhiều ngân sách để có một cảng hiện đại như vậy. Thay vào đó là các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng 5.000 mét cầu tàu, 300 hectare bãi, cảng container và cảng tổng hợp tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Những cái nhà sản xuất, những cái nhà đầu tư tại khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ giảm một cái chi phí rất là đáng kể từ cái việc nhập hàng, sản xuất cho đến vận chuyển hàng. Bởi vì tại khu vực này về cái hệ thống đường nội bộ, hệ thống đường cảng, đường biển của thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh lân cận rất là thuận tiện. Chính sách xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải là một nội dung đáng chú ý của luật hàng hải Việt Nam sửa đổi. Tán thành chủ trương này, song các chuyên gia đều nhấn mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay thì Việt Nam cần có khung pháp lý rất chặt chẽ, quy định rõ các doanh nghiệp tư nhân sẽ được chuyển nhượng quản lý những gì, trách nhiệm như thế nào, thu phí ra sao, và đặc biệt là không được loại trừ bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, kể cả các doanh nghiệp nước ngoài. Hạ tầng bản chất của nó là các dịch vụ độc quyền, mang tính độc quyền.
Và chính vì vậy cho nên là cái vấn đề là thiết kế cái thị trường này, thiết kế thể chế đó cho thị trường nó vận hành. Và đầu tiên là phải có một cái thể chế quy định về cái sự an toàn và quy định về mặt kinh tế để cho cái thị trường này nó vận hành. Cùng với tạo sự cạnh tranh lành mạnh thì cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông Vận tải còn thể hiện ý chí đổi mới trong soạn thảo luật khi đề xuất thành lập chính quyền cảng, mô hình mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng. Vấn đề là chính quyền cảng, chúng ta phải xác định nó là một tổ chức của nhà nước, nó là một cơ quan quyền lực của nhà nước, nó đại diện cho nhà nước để thực hiện quyền lực nhà nước ở cảng đó, lĩnh vực xuất nhập cảnh, lĩnh vực biên phòng, đúng không? Lĩnh vực hải quan, đúng không? Lĩnh vực nhập cư, lĩnh vực y tế. Thế thì đấy chính là cái vai trò của chính quyền cảng. Báo cáo trước Quốc hội đầu kỳ họp thứ 13 này, Chính phủ kiến nghị thay thế tổ chức chính quyền cảng bằng Ban Quản lý và Khai thác cảng. Dù khác nhau về tên gọi, song việc cần phải có một tổ chức để điều phối và quản lý chung các công trình cảng biển hay cảng hàng không đã là yêu cầu bức thiết. Từ phía nhà nước phải có một cái cơ quan quyền lực nhà nước để giải quyết xử lý tất cả những cái vấn đề phát sinh liên quan đến cái vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát về an ninh, trật tự, an toàn, chủ quyền quốc gia, đúng không? Cũng như là vấn đề trật tự, vệ sinh, vấn đề phòng dịch, đúng không? Vấn đề di cư, vân vân và vân vân. Với những cơ chế, chính sách mới về hàng hải trong dự thảo luật này, Bộ Giao thông Vận tải đặt kỳ vọng từ năm 2021, kinh tế hàng hải sẽ thay thế dầu khí, xếp thứ nhất về đóng góp giá trị cho nền kinh tế quốc dân. Tới đây thì các khoản phí, lệ phí trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, đăng kiểm xe, cấp thị thực liên quan đến xuất nhập khẩu sẽ được chính cơ quan hải quan thu. Doanh nghiệp sẽ không phải tốn thời gian để lui tới các cơ quan phụ trách như hiện nay để thực hiện đóng các khoản lệ phí, phí khác ngoài thuế xuất nhập khẩu hay phí hải quan. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 8 tháng 6, đã có 1.567 doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên cổng thông tin một cửa quốc gia với 3.353 hồ sơ. Đến nay, cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức triển khai tại 5 cảng biển và đã có 6 bộ kết nối thông tin là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường. Cùng với đó, thì Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án nhà ở xã hội và hoàn tất gửi về Bộ trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Theo đó, thì việc rà soát sẽ tập trung vào thống kê lại các số lượng tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn. Trong số này thì bao gồm cả dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. Đây là biện pháp nhằm phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đề xuất đến các giải pháp khắc phục kịp thời, đẩy nhanh việc triển khai những hiện nhóm dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Liên quan đến thông tin lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ 8 người Indonesia là nghi phạm cướp biển mà chúng tôi đã đưa tin trong những bản tin gần đây, thì vào 16 giờ ngày 20 tháng 6, chủ mưu cầm đầu nhóm nghi phạm đã thừa nhận nhóm người này không phải là người gặp nạn như lời khai ban đầu mà chính là nhóm cướp biển. Vụ việc này một lần nữa cho thấy cướp biển có vũ trang đang ngày càng hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và khó lường. Bằng những chứng cứ, tang vật thu giữ được kết hợp với đấu tranh trực tiếp, Ruslan, 61 tuổi, người Indonesia, là người chủ mưu, cầm đầu của nhóm cướp đã khai nhận cùng 12 tên khác đi trên một tàu đầu kéo tiếp cận tàu chở dầu từ phía lái. Hai đối tượng có súng ngắn và các đối tượng khác dùng dao khống chế thuyền viên tàu chở dầu. Sau khi khống chế xong, 5 tên cùng đầu kéo đi về Malaysia để tìm kiếm đối tác mua dầu. Do bị các lực lượng của Malaysia và Cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi nên khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2015, 8 tên cướp biển đã lấy hết tài sản gồm điện thoại, tiền, đồng hồ của thuyền viên và sơn lại số xuồng và trốn khỏi tàu. Khi lên đảo Thổ Chu, chúng đã khai với bộ đội biên phòng là đi câu bị tai nạn. Song song với thời gian đấu tranh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã gửi ảnh chiếc xuồng và 8 đối tượng cho Cảnh sát biển Malaysia để đối chiếu xác minh.
phía Malaysia đã xác nhận chiếc xuồng thuộc tàu bị cướp và 8 đối tượng chính là những đối tượng trực tiếp cướp chiếc tàu Okim Harmony. Cái vụ việc mà đối với cái tàu Harmony của Malaysia bị cướp biển bắt ấy, thì tôi cho rằng là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái dư luận chung về vấn đề an ninh hàng hải. Do vậy mà cái việc đấu tranh với tội phạm cướp biển, cướp có vũ trang nói chung và cụ thể vụ việc này tôi cho rằng là nó hết sức cần thiết. Một mặt thì nó giải quyết những cái tình hình đang diễn ra, hay là giảm bớt cái bức xúc xã hội. Hiện nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tiếp tục đấu tranh làm rõ phương thức thủ đoạn cướp biển, đồng thời liên hệ với phía Malaysia cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc. Cảnh sát biển Việt Nam cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các tàu hàng. Khi chúng ta tổ chức cái tuyến hành trình thì nên tránh vào ban đêm. 90% cái vụ cướp mà chúng tôi thống kê được thông thường từ 10 đến 12 giờ đêm. Và khi đi qua những khu vực mà gọi là nhạy cảm, dễ có cướp biển thì vận tốc phải nhanh lên. Cái thứ ba là phải tăng cường quan sát hơn. Cái thứ tư là có thể là chúng ta đi cặp đôi 2-3 tàu. Bởi vì cái phương thức của họ đều dùng xuồng cao tốc và tấn công. Cái điểm nữa là chúng ta phải kịp thời thông tin. Hiện nay vẫn có cái trường hợp là các công ty có khi bị cướp biển vẫn giấu thông tin. Vụ việc này cho thấy Việt Nam tôn trọng và chấp hành nghiêm Hiệp định Hợp tác Khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á mà chính phủ Việt Nam đã ký. Cùng với đó, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai cũng vừa đấu tranh thành công chuyên án 667L bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Việt Nam. Vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua 21 tháng 6, trong lúc đối tượng Lâm Quang Trung, 31 tuổi, trú tại cụm 1, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lai thì lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kiểm tra phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu trong bầu lọc gió xe máy. Tang vật gồm hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 93 gam ma túy đá. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một thanh kiếm, hai dao nhọn Thái Lan, một máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan khác. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Hội An hướng đến xây dựng hệ thống chuỗi du lịch sinh thái cho mùa du lịch hè 2015 nhằm tạo điểm mới thu hút khách du lịch đến với Hội An. Lễ hội Asia Pride 2015 góp tiếng nói xóa nhòa khoảng cách giữa cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới đối với xã hội. Tiếp tục chương trình thời sự. Một tin vui cho người dân ở 16 xã vùng sâu biên giới thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong năm nay sẽ có điện lưới để sử dụng. Tại Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công dự án cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016. Dự án sẽ cấp điện cho 233 thôn bản thuộc 8 huyện miền núi của tỉnh là Quế Phong, Quỳ Sơn, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Con Cuông và Tương Dương với tổng mức đầu tư hơn 780 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhằm tạo ra những điểm tham quan mới mẻ đối với du khách và tăng thu nhập cho người dân từ du lịch, ngành du lịch thành phố Hội An đang hướng đến xây dựng hệ thống chuỗi du lịch sinh thái cho mùa du lịch hè năm 2015. Và hãy cùng chúng tôi đến với Hội An để tìm hiểu về tour du lịch sinh thái này. Với địa thế được bao bọc chung quanh là những cánh đồng lúa, hệ thống sông hồ tự nhiên và còn lưu giữ những công trình kiến trúc đình làng, các di tích lịch sử. Làng An Mỹ thuộc phường Cẩm Châu vừa được quy hoạch phát triển thành khu du lịch dịch vụ sinh thái. Đây là điểm du lịch sinh thái mới nhất trong các tour du lịch hè năm nay ở thành phố Hội An. Hiện nay làng An Mỹ là một cái khu vực mà nó có hội đủ nhiều yếu tố. Nơi đó có cái đình An Mỹ, có những cái di tích văn hóa từ lâu đời và nơi đó cũng có cảnh quan rất là đẹp, có những cái cảnh quan điển hình của cái làng quê Việt Nam. Hơn nữa, cái người dân An Mỹ, người ta cũng có cái niềm tin cũng như có cái tinh thần rất cao trong cái việc đồng thuận với thành phố về cái chủ trương phát triển cái du lịch cộng đồng này. Nếu mà có du lịch thì là nhất định đời sống nhân dân sẽ được đi lên, bởi vì hiện nay là An Mỹ là được hơn 80% là nông nghiệp.
thì vấn đề mà nông nghiệp thì dĩ nhiên là đời sống dân sẽ hơi cực khổ. Và mà nếu mà được cái du lịch thì đời sống dân sẽ đi lên. Và tin chắc rằng là người dân Bảy sẽ mỗi người dân phải có cái trách nhiệm làm cho được để thực hiện cho đúng các cái vệ sinh môi trường cũng như là một số cái chủ trương của thành phố khi quy định là phải thực hiện đảm bảo thì vấn đề phát triển du lịch mới thành công được. Hội An được du khách trong và ngoài nước biết đến là một thành phố với những sản phẩm du lịch độc đáo. Một số sản phẩm như đêm rằm phố cổ, du lịch làng nghề, tour tham quan di sản đã trở thành thương hiệu cho du lịch Hội An, góp phần thu hút từ 1,5 đến 1,7 triệu lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, với những yêu cầu về tính hấp dẫn mới lạ ngày càng cao của du khách, đòi hỏi ngành du lịch phải xây dựng những sản phẩm du lịch mới. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa tạo điều kiện để người dân có thêm thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bởi một tour hay một địa điểm du lịch mới được quy hoạch sẽ đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng được đầu tư, cảnh quan môi trường được bảo vệ. Trong cái đề án chúng tôi đặt ra rất nhiều cái mục tiêu, trong đó có mục tiêu về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì đầu tư xây dựng ở cơ sở hạ tầng gồm có đầu tư phục hồi lại các cái cổng làng, phục hồi lại các cái đường làng theo cái dạng truyền thống, đồng thời cũng sẽ tổ những chức những cái lớp tập huấn về cái du lịch cộng đồng, về tổ chức các cái sinh hoạt văn hóa truyền thống. Theo định hướng đến năm 2025, thành phố Hội An sẽ được phân vùng thành 6 cụm phát triển du lịch. Việc xây dựng các tour du lịch hè năm 2015 bao gồm quy hoạch mới các khu du lịch sinh thái đồng quê đã góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch đa dạng phong phú nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời giảm tải lượng du khách tập trung tham quan mua sắm trong nội thị các khu phố cổ. Kiến tạo người Việt trẻ, một dự án nhằm nâng cao các kỹ năng của sinh viên hơn nữa khi gia nhập vào thị trường việc làm vừa mới được ra mắt. Chương trình xuất phát từ ý tưởng của Tổ chức Tình nguyện vì Giáo dục và Global Shaper Community Hà Nội, một cộng đồng thành viên của Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Thông qua việc trao đổi và tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia cùng với các hoạt động ngoại khóa song hành, dự án phi lợi nhuận này hướng tới việc giúp đỡ sinh viên có những trang bị và định hướng đúng đắn nhất đối với sự nghiệp trong tương lai. Hầu hết sinh viên hiện nay khi đề cập đến thị trường việc làm đều có mối lo chung, đó là thiếu sự định hướng, thiếu sự chủ động và kỹ năng sống. Hiện tại sinh viên đang rất thiếu định hướng, nghĩa là họ chọn một công việc hay chọn ngành học thì họ chịu tác động rất lớn bởi gia đình, bởi bố mẹ, vì thế họ không có một cái định hướng rõ ràng. Trình độ chuyên môn chúng ta là có thể học được rất là nhanh, có thể cần mời chuyên gia nước ngoài qua đây dạy cho chúng ta có ngay được kỹ năng đó ngay, đâu có gì là khó lắm. Nhưng cái thái độ chúng ta là học xong rồi là nghĩ rằng thầy mình là nhất, rồi cứ giữ làm y như vậy và không có gì cải tiến, thì chúng ta lại cứ vướng phải cái gọi là cái thói quen văn hóa, cái tập quán văn hóa như vậy, suy cho kiểu như vậy. Cái đó mới quan trọng hơn là cái vấn đề thiếu thốn kiến thức chuyên môn. Chương trình Kiến tạo Người Việt Trẻ, một dự án phi lợi nhuận đã ra đời nhằm trực tiếp trao đổi, cải thiện các kỹ năng mềm cho các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Chương trình gồm chuỗi hội thảo với 16 chủ đề đồng hành với giới trẻ trong vòng 1.5 năm tới, đề cập những kinh nghiệm và kỹ năng thiết thực nhất xoay quanh cách xử lý các vấn đề của bản thân hay vấn đề tuyển dụng. Song song cùng với đó là các hoạt động ngoại khóa và tuyển chọn dự án xã hội tiềm năng, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng của sinh viên. Theo khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù hiện nay cũng có rất nhiều những bên cũng tổ chức những cái khóa kỹ năng như vậy, hay cũng nhiều tổ chức những cái hội thảo như vậy, tuy nhiên thì cái sự thay đổi của sinh viên hay học sinh của chúng ta thì vẫn chưa thực sự là triệt để, bởi vì có thể là những cái dự án đó thì nó rất là ngắn hạn. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn đưa ra dự án Kiến tạo Tương lai Người Việt Trẻ với mong muốn là tạo ra một cái cầu nối một cách dài hơi và hoàn toàn là phi lợi nhuận. Con số hơn 162.000 người có trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp tính đến quý 1 năm 2014 đã phản ánh nhiều vấn đề trong thị trường lao động hiện nay. Kinh tế khó khăn là một nguyên nhân, song thực tế có thể thấy thực trạng mất cân đối trong nhu cầu làm việc ở các ngành nghề. Và những chương trình như thế này có thể xem là hình thức để đến gần hơn với suy nghĩ của giới trẻ, giúp họ trang bị những kỹ năng cơ bản nhất và định hướng với con đường sự nghiệp trong tương lai. Con số các em thất nghiệp nó vô lý lắm, bởi vì mỗi em đó đều có cái năng lực nhất định, thế thì phải tự tìm lấy việc thôi. Mình nghĩ là cái việc làm là phải vào cơ quan nhà nước là không đúng, và chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi mình làm cái doanh nghiệp đó, mình mới dùng kiến thức học được mình nâng lên để mình có thể phát huy, mình học dần để mình giỏi lên.
bước vào thị trường việc làm, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn lực lao động giữa các nước trong khu vực ngày càng cao. Bên cạnh việc trau dồi chuyên môn và ngôn ngữ, thì sở hữu kỹ năng cơ bản và phát huy tính chủ động sẽ là lợi thế để hội nhập. Một lễ hội tưng bừng màu sắc và nghệ thuật để ủng hộ cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, mang tên ASEAN Pride 2015 vừa mới diễn ra vào tối ngày 20 tháng 6 tại Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Lễ hội đã thêm một lần nữa góp tiếng nói xóa nhỏ khoảng cách giữa cộng đồng LGBT và xã hội nói chung. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại lễ hội. Đây là lần đầu tiên Thảo Nguyễn, cô ca sĩ người Mỹ gốc Việt nổi danh của ban nhạc Thảo and the Get Down Stay Down trở về quê mẹ Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên cô biểu diễn những bài hát nhạc indie do chính mình sáng tác. Một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi đó là đấu tranh để phá vỡ hình ảnh một người phụ nữ châu Á luôn yên lặng và cam chịu. Chính vì vậy, việc lên trên sân khấu này và thể hiện những bài hát mạnh mẽ là cách tôi thể hiện được điều đó. Những điều mà Thảo Nguyễn thể hiện cũng chính là mong muốn của các nhà tổ chức trong lần thứ hai sự kiện này diễn ra tại Việt Nam. Lễ hội âm nhạc ASEAN Pride 2015 đã thu hút được sự tham gia của hơn 10 ban nhạc đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Hoa Kỳ. Ngoài ra thì còn có 4.000 khán giả đến để chung vui, để ủng hộ tinh thần bình đẳng giới cũng như là hạnh phúc gia đình tại Việt Nam. 14 đại sứ từ các quốc gia trên thế giới tại Việt Nam cũng có mặt tại sự kiện này để chung vui cùng với cộng đồng LGBT. Đây thật là một lễ hội tuyệt vời, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng diễn ra trong khuôn khổ lễ hội như khu ẩm thực Đông Nam Á, khu hội chợ, triển lãm nghệ thuật đương đại. Sự kiện năm nay được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôn vinh sự khác biệt và ủng hộ cộng đồng đa dạng ở đây là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được làm một phần của sự đa dạng đó. Âm nhạc là không có biên giới và không dùng để phân biệt giới tính. Đó chính là thông điệp mà Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam muốn truyền tải tới khán giả của lễ hội ASEAN Pride 2015. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 7 sắp tới. Và trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự trưa ngày 22 tháng 6 của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.